Khoảnh khắc cho cá ăn đầy nguy hiểm khiến cộng đồng mạng đau tim online dù đã đề phòng từ trước. Được biết, người đàn ông trong clip đã nuôi bể cá này từ khá lâu. Dù nuôi hai con cá có kích thước khổng lồ, thế nhưng mỗi lần cho ăn thì người đàn ông này đều sử dụng tay không mà không có bất kỳ dụng cụ chuyên dụng nào. Và thay vì vứt thẳng con mồi vào bể thì ông lại liên tục di chuyển cá sấu mini trên mặt nước để nhử cá cưng của mình. Tuy nhiên, con cá lại chẳng hề quan tâm, nó chỉ lẳng lặng ngâm mình trong bể nước và nhìn chăm chăm chủ của mình. Phía dưới video, nhiều người đã rất sốc khi chứng kiến phản ứng của con cá này. Cư dân mạng thì không khỏi bất ngờ vì đằng sau vẻ ngoài có phần ngô nghê xinh đẹp kia lại là một sinh vật đáng sợ. Giật mình online luôn á trời. Biết là nó sẽ táp nhưng mà vẫn bị giật mình nha. Cá này là cá gì mà thấy sợ quá vậy? Nó có cắn cụt tay mình được không ta? Một số người đã nhanh chóng nhận ra đây là cá hải tử long, lại được mệnh danh là quái vật nước ngọt lớn nhất hành tinh. Khi trưởng thành, chúng có thể dài hơn 2 mét với trọng lượng trung bình khoảng 100 kg. Thậm chí có cá thể còn dài tới 4 mét và nặng hơn 300 kg. Dù được xem là quái vật nước ngọt nhưng mà chúng lại có tính cách khá nhút nhát. Khi bị giật mình thì nó sẽ quẩy và bắn nước rất mạnh như là một cách tự vệ mà thôi. Còn bạn, sau khi xem video này, bạn có bị giật mình hay không? Hãy để lại bình luận ngay bên dưới cho chúng mình biết với nhé.